Nga tiến công mạnh vào Kharkov, Ukraine thương vong nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến phía Nam kiểm soát hoàn toàn khu định cư Novi thuộc thành phố Chasivya, tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin. Cạnh đó, lực lượng Nga cũng gây thiệt hại cho Ukraine gần các khu vực ven vùng Donetsk và ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Nam khiến Ukraine mất 450 lính cùng nhiều phương tiện quân sự, bao gồm xe bọc thép và các hệ thống pháo. Bộ này cũng cho biết, nhóm tác chiến phía Tây của Nga giành được vị trí tốt hơn và gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine. Trong đó có lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12 ở gần các khu định cư ở tỉnh Kharkiv, Donetsk, cũng như ngăn chặn 2 cuộc phản công của Ukraine. Nhóm tác chiến phía Tây khiến Ukraine mất 540 lính cùng nhiều trang thiết bị quân sự phương Tây như pháo phản lực Vampire của Cộng hòa Séc, lựu pháo M777, Mustabi, M119 của Mỹ cùng nhiều xe bọc thép, cơ giới khác. Còn nhóm chiến đấu trung tâm Nga cải thiện vị trí chiến thuật, gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư tại tỉnh Donetsk cũng như ngăn chặn 5 cuộc phản công của Ukraine. Hậu quả là Ukraine mất 420 lính, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.